Mở đầu phim là sự truy lùng giữa hai hồn ma và một con quỷ. Họ dụ con quỷ kia tới không gian khác, tuy vậy nó không phải đối thủ, nên cặp bạn thân phải để con quỷ tới nơi làm việc của mình. Giới thiệu sương sương, anh chàng áo đỏ kia tên Sackler, còn lại là Edwin. Cặp bạn thân này không sinh cùng tháng cùng ngày cũng không chết cùng tháng cùng ngày cùng năm. Là ma nhưng tinh thần thám tử vẫn còn đó, công ty con đặt tên Dead Boy. Hai đứa nguyện vất vưởng dưới trần gian để làm rõ những vụ việc người và yêu. Lần này giống như bao lần khác, có một khách hàng nhờ họ phong ấn và giải thoát cho con quỷ bị ám ảnh thế chiến thứ nhất. Edwin nhận ra chỉ khi phá hủy chiếc mặt nạ của đối phương mới khiến mọi chuyện dừng lại. Sackler khó khăn lắm mới tháo được chiếc mặt nạ, tình thế sắp bị quỷ đoạt hồn. May mắn Edwin kịp thời thiêu đốt chiếc mặt nạ bằng lửa. Không còn chiếc mặt nạ, anh quân nhân cuối cùng bình tĩnh lại đôi chút, vừa hay mụ thần chết tới nên cả hai phải bám càng ngoài hành lang. Sau khi nói vài câu triết lý nhân sinh, anh quân nhân chịu theo mụ, nếu trước đó hai người Edwin và Sackler không trốn nhanh chắc end phim. Vừa giải quyết xong một vụ án thì có cô bé tìm tới, bé nói mình có một người bạn và dạo gần đây cô ấy có biểu hiện lạ, ví dụ như hú như sói hay lục tung thùng rác dặm cá chết. Nhóm Dead Boy nghe qua đã xác nhận bạn của cô bé bị quỷ ám, tuy nhiên đầu tiên là tiền đâu. Đừng tưởng bà mang hình hài một đứa bé mà chúng tôi phải miễn phí cho bà. Ngay lập tức hai người hóa trang lên đường, họ có mặt tại tàu điện ngầm. AD cho các bạn 3 giây đoán xem Edwin và Sackler là ai trong phạm vi này. Có hai lựa chọn, A là hai chú hề và B là cặp ông bà già. Xin chúc mừng những bạn đoán đúng câu trả lời B. Sackler khống chế cô nàng bị quỷ ám để Edwin vẽ trận pháp áp chế con quỷ. Cô gái kia điên cuồng lao tới cấu xé cả hai, tuy vậy nó không đủ thông minh để nhận ra mình dính phải bẫy và tránh né vòng tròn ấn. Mức độ sức mạnh trái ngược với mức độ thông minh, con quỷ tạo ra một hố đen huyền bí nhằm che mở trận pháp. May thay Sackler đã kịp thời dùng miếng vải có vô số ký hiệu nhằm tách nó ra khỏi cơ thể cô gái. Người phụ nữ này tên Crystal, một nhà ngoại cảm có thể thấy và giao tiếp với linh hồn. Tuy nhiên hiện tại cô chẳng nhớ gì, dường như con quỷ kia đã đoạt lấy hết rồi. Sackler đề nghị để Crystal ở văn phòng vài hôm nhưng Edwin nhất quyết không chịu. Anh còn ám ảnh sự kiện đã xảy ra vào năm 1994, nên không thích dây dưa với con người. Chờ Crystal tỉnh lại, Sackler vì thấy Edwin tỏ ra xa cách và nghiêm khắc với cô nên anh đã đưa Crystal ra ngoài hóng mát. Cũng phải thông cảm cho Edwin vì anh đã từng ở địa ngục vài chục năm, nên quên mất cách giao tiếp với con người. Đa phần ma ở địa giới do bị mắc kẹt hoặc nguyền rủa, nhưng với bộ đôi thám tử lại là một chuyện khác, họ lựa chọn ở lại đây để cứu giúp những hồn ma đang bị nguyền rủa. Quay trở về văn phòng, khi Edwin đã lấy lại bình tĩnh, Sackler liền mở lời xin anh cho Crystal ở lại đây vài hôm. Cô ấy là nhà ngoại cảm, nên sẽ giúp ích rất nhiều trong việc điều tra và giao tiếp với con người. Thấy Edwin không trả lời, Crystal đã tránh mặt đi bằng cách xem qua các hồ sơ vụ án, chạm đến thông tin của một cô bé 10 tuổi, Crystal bất giác thốt lên, cô bé còn sống. Edwin không muốn liên quan đến con người, đặc biệt không muốn Crystal gia nhập công ty. Thấy vậy Sackler đã đứng lên thuyết phục, cậu định để đứa bé vô tội rơi vào tay kẻ xấu sao. Rốt cuộc Edwin cũng chịu soạn đồ đi cùng hai người, đáng lý Edwin chỉ cần qua gương để tới Mỹ. Nhưng Crystal là con người nên cả ba phải đi tàu. Để cuộc điều tra trở nên dễ dàng hơn, bộ đôi thám tử đã hóa thành cảnh sát đến nhà hỏi thăm bố mẹ Becky, chỉ cần họ nghĩ về cô bé là Crystal có thể xâm nhập vào ký ức của họ. Sau một hồi căng não quan sát, nhà ngoại cảm phát hiện cảnh sát đã thu thập được đôi giày của Becky bên dòng sông. Tính Edwin hơn thua nên khi nghe Sackler khen Crystal, anh lập tức nhảy vào gương đến đồn cảnh sát lấy giày, sau đó quay trở lại trong vòng 5 giây. Nói qua các linh hồn bị thương khi chạm vào sắt, Crystal hỏi tại sao họ không nhập vào cảnh sát. Edwin cho rằng làm vậy là quá nguy hiểm, chỉ vài giây thôi cũng đủ để kích hoạt báo động ở thế giới bên kia. Có bằng chứng trên tay, nên Crystal dễ dàng tìm ra ngôi nhà Becky bước vào trước khi mất tích. Để biết thêm thông tin về chủ sở hữu ngôi nhà, Edwin đã gặng hỏi chú mèo đang đứng gần đó. Trời ơi, anh ta nói chuyện với con mèo vô tri vô giác. Này nha, ta nghe thấy đó, ai nói ta không biết mở miệng. Và lại chủ nhân ngôi nhà các ngươi muốn tìm không đơn thuần là con người, biết witch tiếng Anh là gì rồi đó. Tránh giảm thiểu thiệt hại, cả ba cùng vào quán rượu gần đó bàn chiến thuật tác chiến. Trong mắt mọi người, Crystal đang nói chuyện một mình nên họ nhìn cô như thể cô là con hầm. Quá xấu hổ, Crystal đã vào nhà vệ sinh để lấy lại sự bình tĩnh. Tuy nhiên khi cô mở cửa ra thì không gian xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. David, con quỷ đã từng chiếm lấy thân xác Crystal một lần nữa xuất hiện. Hắn muốn ám cô vì thứ năng lực đặc biệt trong người cô. Khi David chuẩn bị nhập vào cơ thể Crystal, Sackler kịp thời kéo cô ra khỏi ảo ảnh do hắn tạo ra. Từ nãy đến giờ cô cứ làm trò điên điên khùng khùng trước mặt mọi người, nên họ đã lấy máy ra với hashtag độc lạ Bình Dương. Vì hoảng sợ nên Crystal đã không thể kiềm chế nổi sự tức giận, cô chửi thẳng mặt Edwin rằng anh quá cùi nên mới để David còn sống. Cô ta tức giận cái quái gì chứ? Tớ còn ở địa ngục 70 năm mà vẫn vượt qua đấy thôi. Vào những năm 1916,
Edwin khi đó sống hướng nội và hiền lành nên lũ bắt nạt nhắm tới anh. Chúng quá đáng thực hiện nghi lễ triệu hồi Satan và để Edwin làm vật hiến tiến. Ban đầu chúng chỉ định dọa cho Edwin sợ, ai ngờ Satan xuất hiện thật. Chưa đầy 5 giây sau ông ta đã biến đám bắt nạt thành tro bụi. Đáng lý ra Satan sẽ tha cho Edwin, tuy nhiên anh là vật tế nên buộc phải đưa xuống địa ngục. Quay trở lại hiện tại, Edwin đã dùng thủ đoạn thả con cá khô bắt con mèo vàng để tiếp tục khai thác thông tin về phù thủy. Nhắc trước nhé, dùng phép lên mèo là không có yên đâu đó. Bên này, Crystal lấy lại được bình tĩnh, nhưng cô vẫn không tài nào hiểu được tại sao David lại theo mình dai dẳng đến thế. Hắn đã ăn trộm ký ức khiến cô trở thành một người không có quá khứ, giống như kiểu có nhà mà không thể về. Cảm giác này Sackler hoàn toàn hiểu được vì anh cũng giống như cô, chỉ có thể quan sát gia đình của mình qua gương. Đúng lúc này, Edwin quay về thông báo mình đã có thông tin về mụ phù thủy. Tuy nhiên anh không muốn tiếp tục hợp tác với Crystal, một nhà ngoại cảm nhưng không thể làm chủ được cảm xúc. Để xin lỗi Edwin, Crystal đã thành thật kể lại mọi chuyện. Hóa ra David và cô từng là một cặp, lần đầu tiên gặp hắn, cô đã trúng phải tiếng sét ái tình, ngu muội đến mức cho phép hắn nhập vào cơ thể dù biết hắn là quỷ. Hết nói nổi, tao đến ạ mày. Sứ mệnh của bộ đôi thám tử là phá giải những vụ án không có đáp án, thử hỏi xem cảnh sát biết phải làm gì với phù thủy. Con người làm sao để đối đầu với các thế lực siêu nhiên? Crystal nghe xong liền nắm lấy tay Edwin, cô hiểu cảm giác của anh, cũng muốn giang tay ra giúp đỡ những con người bất hạnh, chỉ cần góp một chút sức lực thôi cũng đủ khiến cô yên lòng. Nếu cô nói vậy thì bây giờ họ sẽ bỏ qua David để tập trung cứu cô bé Becky. Theo thông tin mà con mèo chia sẻ, mụ phù thủy này ám ảnh nặng nề với hai chữ thanh xuân. Mụ bắt trẻ con, nhốt chúng dưới hầm rồi gặm nhấm thanh xuân một cách từ từ và chậm rãi. Kế hoạch như sau, họ sẽ nghiên cứu bản vẽ, cầm ba lô thần ký của Sackler vào nhà sau đó cứu Becky ra. Khi mụ phù thủy rời đi, bộ đôi thám tử nhanh chóng lẻn vào nhà rồi bắt đầu cậy tù. Tuy nhiên khi mở cửa ra họ phát hiện bên trong chẳng có gì. Edwin thông minh ngay lập tức nhận ra cánh cửa này không có trong bản vẽ. Anh đẩy phần bên cạnh tủ làm lộ ra một khoảng trống thông thẳng xuống phía dưới. Edwin mới chỉ thò một chân vào đã bị hút vào bên trong. Pháp thuật ở đây đang kéo Edwin dính chặt vào sàn. Sau một hồi vật lộn cuối cùng anh chàng cũng thoát ra được. Bỗng nhiên thấy cái tay nhỏ bé trong đống giày, anh bới lên thấy cô bé Becky. Nghe thấy tiếng la của Edwin, Sackler thả dây thừng và ba lô xuống. Phía dưới anh không để ý tới con rắn mỏ đỏ. Trong khi đó, Crystal bên ngoài sốt cả ruột vì hai người mãi chưa ra ngoài, có tính vào trong kiểm tra thì con mụ phù thủy gọi lại, bà ta biết ý định của họ rồi. Crystal đang vô cùng lo lắng vì mãi mà chẳng thấy họ ra. Hóa ra bà ta đã biết tất cả mọi chuyện bao gồm cả việc hai chàng trai ma đang ở bên trong. Mụ phù thủy phả khói vào Crystal, tác dụng của nó giống thuốc gây mê nên cô không thể phản kháng. Khi ả chuẩn bị hút hết thanh xuân của Crystal thì bộ đôi thám tử xuất hiện. Để cô ấy yên, Sackler rút thanh gỗ ra chuẩn bị nghênh chiến. Anh lao lên tấn công và bất ngờ bị gậy sắc của mụ phù thủy gõ cho bay người. Edwin xông đến ngay sau đó, kết cục cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Mụ phù thủy nhân cơ hội cả hai đang quằn quại dưới con đau do sắt gây ra, bà ta định đoạt lấy tuổi thọ của Crystal thì Sackler lao tới chặn lại, liều mình nhập vào đối phương để đưa xuống chỗ con rắn. Tuy nhiên mụ rất xảo trá, phù thủy Esther liên tục đập đầu mình vào cột để Sackler thoát ra. Sau đó ả bỏ lại câu to be continue và quay vào nhà. Chờ khi trả bé Becky lại với bố mẹ, cả ba liền quay về nhà trọ. Tuy nhiên cái giá phải trả lần này của họ khá lớn vì Sackler nhập vào con người, nên cục tìm kiếm ở thế giới bên kia đã lùng ra tin tức của họ. Trong khi đó Edwin dính phải một rắc rối, vì lần dùng phép vô tội vạ lên bé mèo hoang lần trước, vua mèo đã đơn phương triệu tập anh tới để tiến hành trừng phạt. Hắn ta thoát ẩn thoát hiện khiến Edwin không khỏi rùng mình. Đã vậy đôi mắt danh mãnh kia liên tiếp dụ dỗ chàng thám tử. Vua mèo khá hứng thú với Edwin, vì để hành hạ anh, hắn đã lén gắn bố trí giam giữ vào tay anh. Giờ đây Edwin sẽ không thể rời khỏi thành phố nếu không có sự cho phép của vua mèo, kể cả văn phòng thám tử. Điều kiện để Edwin được gỡ bỏ bùa chú thì rất đơn giản, đó là đếm tất cả số mèo có trong thành phố. Sau khi quay trở về, Edwin đã tìm đủ mọi cách để phá khóa nhưng vẫn không được, nhất định việc đếm mèo là một cú lừa, vua mèo là kẻ lừa đảo. Edwin chắc chắn hắn đang có mưu tính gì đó thâm độc hơn. Đúng lúc này ông chú Shipper xuất hiện, đây là hồn ma chuyên vận chuyển bưu phẩm cho công ty thám tử Dead Boy. Trên bưu phẩm có phiếu quảng cáo của một cửa hàng ma thuật trong thành phố, chỉ cần đưa cái vòng tay này cho họ mở khóa là xong. Trong khi đó Crystal vừa mở cửa ra đã gặp ngay cô hàng xóm, cô nàng tỏa ra ánh sáng kỳ ảo. Còn đang trố mắt ngưỡng mộ, thì vài giây sau cô nàng đột nhiên lăn đùng ra ngất khiến Crystal hoang mang. Bên này ông chủ cửa hàng ma thuật cũng đang bó tay với chiếc vòng ma pháp, có những loại bùa chú chỉ có chủ nhân của nó mới giải được. Đến nước này Edwin chỉ còn cách thực hiện trò khỉ kia của hắn, hãy chấp nhận đếm mèo. Để khích lệ Edwin, ông chủ đã tặng họ món quà nho nhỏ, đó là một chiếc lọ phép thuật mang âm hưởng tiếng sóng đại dương. Sau khi Sackler và Edwin rời đi, mụ phù thủy Esther từ từ xuất hiện.
Bà ta phải hỏi lại vì không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Có đúng là hai tên nhóc hợm hĩnh đó sẽ kẹt ở thành phố này không ông chủ? Để tìm hiểu xem cô hàng xóm Nicole đã trải qua chuyện gì, Crystal đã thử chạm vào tay rồi đọc ký ức của cô, nhưng khó hiểu thay bên trong chỉ có một dải màu sắc loang lổ. Đây là lần đầu tiên Crystal nhìn thấy những thứ kỳ lạ kiểu như vậy, cô khá chắc đây là bí ẩn siêu nhiên mà chỉ có cặp đôi thám tử mới có thể giải quyết. Lượng thông tin đang có quá mơ hồ nên Edwin muốn quay về văn phòng nghiên cứu, khổ nỗi anh đang đeo bùa chú giam giữ nên chỉ có thể nhờ Sackler làm hộ. Sau một hồi vất vả tra cứu, cuối cùng họ kết luận Nicole đang bị ký sinh trùng bồ công anh xâm chiếm cơ thể, nạn nhân tiết ra chất nhiều màu chính là đặc điểm của nó. Cái tên nghe tưởng chừng rất vô hại nhưng lại cực kỳ nguy hiểm, chúng làm vật chủ yếu đi rồi bùng nổ vào thời điểm thích hợp. Bộ đôi quay lại báo tin này cho Crystal, yêu tinh bồ công anh thích ăn sự ngưỡng mộ và quan tâm của vật chủ, chờ tới lúc đủ mạnh nó sẽ thoát khỏi cơ thể rồi tiếp tục tấn công nạn nhân khác. Đúng lúc này Nicole tỉnh dậy, trước mắt cô là Crystal đang tự độc thoại với không khí. Đừng sợ, tôi chỉ đang nói chuyện với bạn mà thôi. Cô biết đó, tôi hơi đặc biệt, tôi không phải người bình thường. Ồ, cô bị điên sao? Bỏ qua chuyện đó. Crystal bắt đầu hỏi Nicole dưới sự chỉ dẫn của Edwin. Mọi sự kỳ lạ bắt đầu kể từ khi Nicole đến khu rừng, trong thành phố tìm bồ công anh. Bằng một cách nào đó, Nicole đã ngất đi và khi tỉnh lại thì cô chẳng nhớ gì nữa. Có một chi tiết mơ hồ là ở đó có đền thờ. Thám tử trọng chứng không trọng cung, để bóc tách ra được vấn đề thì phải điều tra tại nơi xảy ra sự việc. Bộ đôi Edwin và Sackler theo chỉ dẫn của bản đồ đến khu rừng mà Nicole đã đến. Chưa đi được bao xa cả hai đã vô tình dẫm phải một mảnh xương. Khi ngẩng mặt lên mới phát hiện ra phía trước là nhà thờ mà họ đang tìm kiếm. Bao quanh nơi đây là ti tỉ bộ hài cốt, có vẻ như đây là các vật chủ cũ mà yêu tinh bồ công anh đã ký sinh. Điểm đáng chú ý nhất của đền thờ là những dòng chữ cổ trên phiến đá. May thay Sackler có quả kính phép phiên bản Google dịch nên việc giải đáp cũng không quá khó. Những vị tiểu thần này cần vật tế thường xuyên, chúng ăn sự ngưỡng mộ của con người. Chỉ có chiếc bình được niệm chú ở đền này mới có thể nhốt được yêu tinh. Ái chà chà, game này dễ, mới đi có tí đã tìm ra bảo bối trấn áp ký sinh trùng. Thế nhưng khi Sackler nhấc bình lên cũng là lúc mớ xương xung quanh thức giấc. Để bảo vệ Edwin, Sackler đã nóng vội đập bình vào mặt chúng. Ôi thôi bỏ miệng rồi, ăn hại đến thế là cùng Sackler ơi. Thời gian không còn nhiều nên Crystal đã kể toàn bộ sự thật cho Nicole nghe. Chuyện là cô có hai người bạn ma và họ đang cố cứu Nicole khỏi lũ yêu tinh bồ công anh. Không một chút nghi ngờ, Nicole vội gật đầu thể hiện sự tin tưởng Crystal. Dù sao cô cũng không muốn hẹo sớm, miễn là được sống thì nhà ngoại cảm bảo gì cô cũng nghe. Bình trấn áp đã vỡ nên họ bộc phải tìm ra một phương án thay thế. Vừa hay bộ đôi mới được tặng một chiếc lọ phép thuật, nếu nó lưu giữ được tiếng biển thì chắc nhốt yêu tinh cũng chẳng khó khăn gì. Ngục tù vĩnh hằng đã có, bây giờ chỉ cần dụ con yêu tinh ra là mọi thứ sẽ kết thúc. Đúng lúc này yêu tinh bên trong Nicole bắt đầu giãy giụa dữ dội dường như nó nghe được những gì họ đang nói. Crystal bất chợt nghĩ ra một kế hoạch, cô sẽ dụ nó ra ngoài rồi hai người sẽ lo phần còn lại. Nicole đang rất yếu nên chắc chắn con yêu tinh cần một vật chủ khác thay thế. Crystal đứng ra bảo mình sẵn sàng làm vật chủ tiếp theo để thỏa mãn cơn đói của hắn. Để có thể dụ yêu tinh đồng ý, Crystal đã thú thật rằng cô là nhà ngoại cảm. Cô có thể nhìn thấy những thực thể siêu nhiên khiến hắn có nhiều trải nghiệm thú vị hơn. Sau khi Crystal nói câu đó, thân thể Nicole bất chợt bay lên. Chỉ vài giây sau, hai người tí hon bắt đầu chạy ra khỏi miệng cô hàng xóm. Khi chúng chuẩn bị xâm chiếm cơ thể Crystal, Sackler nhanh tay lao ra nhốt luôn cả hai vào lọ. Vụ án cuối cùng cũng kết thúc, thám tử Edwin đánh giá cao khả năng ứng biến của Crystal nhưng điều đó quá mạo hiểm. Nếu lần sau cô vẫn tiếp tục làm vậy thì anh sẽ trơ mắt đứng nhìn cô gặp nạn. Nicole đã hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng sự tàn phá của yêu tinh bồ công anh đã khiến tóc cô hóa trắng. Không chỉ vậy, Nicole bây giờ đã có thể nhìn thấy Edwin và Sackler hệt như Crystal, một bí ẩn khó hiểu mà không ai có thể giải đáp. Đúng lúc này ông chú Shipper xuất hiện thông báo, thông tin bộ đôi thám tử Dead Boy đang ở đây đã lan truyền ra khắp thành phố, hiện tại hàng tá khách hàng đang chờ bên ngoài để được cung cấp dịch vụ. Trong khi đó phù thủy Ether đang lên kế hoạch trả thù Crystal, bằng một cách nào đó bà ta đã thành công biến quạ thành người. Khách hàng ở đâu chúng tôi ở đó. Đó là câu châm ngôn bất hủ của công ty thám tử Dead Boy. Nhận thấy thành phố này là cơ hội để làm giàu, bộ đôi đã mở luôn văn phòng tại phòng riêng của Nicole. Họ tiếp đón mọi khách hàng không kể già trẻ lớn bé, vụ án không kể hóc búa hay vụ án phi logic. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, biết là ai cũng có nỗi khổ riêng, nhưng mấy trường hợp ôi rồi ôi thế này thì họ hoàn toàn bó tay. Có một vụ án được cho rằng nạn nhân chưa thể siêu thoát vì âm khí quá nặng, Edwin hóa trang cùng Nicole tới thư viện tìm hiểu thông tin. Qua cuốn băng, họ biết được một gia đình vì mâu thuẫn nội bộ, mà người chồng đã ra tay sát hại gia đình một cách tàn nhẫn. Tuy đã đưa ra án quyết nhưng đến giờ, cứ mỗi lần người dân ngang qua căn nhà đó, đều cảm thấy có tiếng kêu thê thảm đến ớn lạnh. Trên đường trở về, Edwin và Nicole vô tình va vào người Monty, con quạ mà phù thủy Esther đã biến thành người.
Monty vô cùng ma mãnh, nó tỏ ra rất thân thiện khiến Nicole và Edwin mất cảnh giác. Tối hôm đó, bộ đôi thám tử cùng Krister đã đến thẳng nhà Genvin để điều tra sự việc. Tại đây họ trực tiếp nhìn thấy thảm cảnh ngày hôm đó diễn ra. Genvin cầm lá thư chạy xuống rơi trước mặt vợ con rồi bảo, tao thấy lá thư rồi, đám bỏ tao đến Houston đúng không? Không ai được bỏ tao hết, bẹp bẹp bẹp. Sau khi Genvin ra tay, khung cảnh xung quanh bỗng nhiên chuyển tối. Vài giây sau, cảnh tượng đó lại một lần nữa lặp lại. Sackler không thể kiềm chế nổi cảm xúc khi chứng kiến điều này. Edwin phải kéo người cộng sự ra chỗ khác trước khi anh mất bình tĩnh. Theo lý thuyết, gia đình Genvin đang bị giam cầm trong ngôi nhà này. Vì chấn thương tâm lý quá nặng nề trước khi chết, họ bị lạc lối nên không thể nào siêu thoát nổi. Nếu muốn giải thoát cho họ thì cần phải tìm ra được điểm phát. Đó là thứ khiến bi kịch trong nhà này diễn ra. Chỉ có phá hủy nó mới phá vỡ được vòng lặp vô tận này. Đột nhiên Sackler nhớ đến những gì Genvin nói, ông ta có nhắc đến lá thư, khả năng đó là lá thư ngoại tình. Thời gian còn lại sắp hết, nếu họ không nhanh chân thì gia đình Genvin sẽ bị xóa sổ, họ sẽ không có kiếp sau, không có kết thúc và vĩnh viễn chỉ nhìn thấy bóng tối. Sau một thời gian vất vả vật vã tìm kiếm, cuối cùng Sackler cũng tìm thấy thêm chút manh mối. Thứ anh tìm được là nhật ký của cô con gái lớn, bên trong đó có ghi: lúc nào bố cũng nhìn con không thể trốn được, con luôn rất cẩn trọng vì sợ làm sai điều bố mong muốn. Luật lệ ngày càng hạ khắc khiến con chỉ mong đến ngày tốt nghiệp. Đọc xong bức thư, Sackler chợt nhớ đến bố mình, ông ta cũng là một người cha bạo lực, một gã khốn thường xuyên đánh đập mẹ con Sackler, dù anh có làm tốt tất cả mọi thứ cũng không thể khiến ông bố vui. Đúng lúc này người cộng sự Edwin xuất hiện, anh đã tìm ra lá thư, nhưng không phải thư ngoại tình mà lá thư thông báo cô con gái đã đỗ đại học Houston, thì ra Houston là tên trường đại học chứ không phải bố của người mẹ. Ông bố là một tên cuồng kiểm soát nên không muốn ai rời xa mình. Suy nghĩ biến thái đó đã khiến ông xuống tay hãm hại vợ con. Nếu đây là nguyên nhân khiến mọi việc trở nên tồi tệ thì họ phải phá hủy nó. Thế nhưng vòng lặp bi kịch vẫn cứ thế diễn ra mặc cho Krister đã xé nhỏ nó. Sackler bắt đầu mất bình tĩnh khi nhìn thấy Genvin. Anh không thể trơ mắt nhìn tên khốn này xuống tay thêm lần nào nữa. Nếu cách của cậu đã không được thì bây giờ dùng cách của tớ. Sau khi bị đánh bật ra, Sackler đột nhiên bất động như thể vừa bị yểm phép. Khi khung cảnh chuyển tối lần nữa, Sackler đã biến mất cùng với gia đình Genvin. Đèn sáng trở lại, Sackler ngồi ở góc cầu thang và bắt đầu làm nhảm những câu thoại lúc nãy. Mọi chuyện diễn ra y hệt những gì vừa xảy ra cách đây 5 phút. Sackler đã rơi vào vòng lặp vô tận cùng gia đình Genvin. Khó khăn chồng chất khó khăn, Edwin và Krister đang rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không nhanh tìm ra điểm phát thì cả Sackler cũng sẽ biến mất. Để ý kỹ thì trước khi xuống tầng, Genvin đã dùng điều khiển hướng vào chiếc tủ. Edwin thông minh lập tức đoán ra đó là nơi lão ta cất giữ bí mật. Một căn phòng chứa camera ghi lại toàn bộ ngóc ngách trong ngôi nhà. Đó là lý do hắn luôn biết con gái mình đang làm gì, một tên cuồng theo dõi đến độ biến thái. Edwin không biết làm cách nào để phá hủy băng đĩa, nên mọi chuyện chỉ có thể trông chờ vào Krister. Đúng lúc này con ma bất hạnh lại xuất hiện, chúng là loài quái vật thất thụ những cảm xúc tiêu cực thường xuyên lởn vởn dưới địa ngục. Cách duy nhất để thoát khỏi nó là nghĩ đến những thứ khiến mình hạnh phúc. Thời khắc Krister hồi tưởng quá khứ cũng là lúc David xuất hiện, hắn cho cô một đề nghị nghe có vẻ khá ngon ăn, cho tôi trở lại cơ thể cô và tôi sẽ búng bay ma bất hạnh. Trong khi đó Edwin phải một mình xoay sở với đống máy móc mà anh chưa từng sử dụng. Đúng lúc hình ảnh trong cuộn băng bị xóa sổ, ma bất hạnh bất ngờ lao nhanh đến tấn công Krister. May thay Edwin đã kịp thời phản ứng, anh kéo Krister lại rồi kéo cô ra ngoài. Hai người dùng hết sức bình sinh nhốt ma bất hạnh ở trong, rồi chạy xuống tầng dưới kiểm tra. Gia đình Genvin cuối cùng đã có được tự do, ả tử thần sẽ sớm đến đây để giúp họ siêu thoát. Vụ án nhà Genvin vừa kết thúc, công ty thám tử lại nhận được yêu cầu từ người canh giữ ngọn hải đăng. Dạo gần đây rất nhiều người thi nhau nhảy xuống biển từ khiến cuộc sống cô độc vương của ông bị phá vỡ. Đúng như dự đoán, có điều gì đó ẩn khuất ở đây. Vô số người bị thu hút bởi tiếng gọi dưới đại dương. Người thì nghe thấy những lời yêu thương của chồng, người nghe thấy tiếng hát của mẹ, người nghe thấy tiếng gọi của cha. Tất cả đều muốn gieo mình xuống biển sau khi nghe thấy chúng. Edwin gặp lại vua mèo để cầu xin anh ta tháo bỏ chiếc vòng giam giữ. Tuy nhiên tên vua biến thái này làm gì dễ dàng tha cho Edwin. Anh ta hứng thú với trí thông minh và những bí mật của chàng thám tử. Chỉ có điều đến bây giờ vua mèo vẫn không hiểu tại sao Edwin lại liều mạng để giúp đỡ những hồn ma khác. Dưới phép thuật của vua mèo, Edwin đã thành thật rằng mình làm vậy để xin ma vương tha thứ khi quay về địa ngục. Cùng lúc này người điều hành phòng thất lạc cục tìm kiếm đã tìm tới thế giới thực, khổ thân hai đứa nhóc đóng kịch bị bà ta mắng oan. Các manh mối để phá giải vụ án này đang vô cùng mong manh. Nico bằng tài ngoại giao của mình đã tìm và nói chuyện được với một bà cô họa sĩ. Theo lời kể của bà, thì ở đây có một truyền thuyết địa phương nổi tiếng về cô hầu giật rũ. Cách duy nhất để tìm thấy cô ấy là phải giải câu đố này, tiếng sáng tán xạ qua lăng kính, cánh cửa đỏ máu, chỉ với ai đang cần. Cả hai đều không hiểu gì nhưng vẫn quay về báo tin cho cặp đôi Sackler và Krister. Trong khi bốn người tán gẫu và suy ngẫm, bỗng nhiên nhà ngoại cảm nghe thấy tiếng gọi của mẹ ở dưới đại dương, cô đột ngột quay đi.
Vào giây phút chuẩn bị gieo mình dưới lòng sông, Nico kịp thời phát hiện và báo cho hai người kia mới cứu được Crystal. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, Nico lại bị thu hút bởi hai con sao biển. Không chỉ sao biển, cô còn tìm thấy những viên đá thủy tinh sặc sỡ màu sắc, màu đỏ tượng trưng cho sự dũng cảm. Nico muốn dành tặng nó cho chàng thám tử Edwin. Cầm viên đá trên tay, Edwin chợt nhớ tới cô đố về cô hầu giật rũ. Tiếng sáng tán xạ qua lăng kính, cánh cửa đỏ máu, chỉ với ai đang cần. Khi Edwin hướng viên đá về phía ánh mặt trời, khung cảnh xung quanh đã lập tức thay đổi, cô hầu giật rũ xuất hiện ngay trước mặt họ. Mỗi người được quyền hỏi tôi một câu hỏi, nhanh lên trước khi ảo mộng biến mất. Sau một thời gian hỏi qua đáp lại, cả nhóm đúc kết được một số thông tin có ích như sau. Bên dưới đại dương là một con thủy quái, cách duy nhất để giết được nó là phải khiến nó mệt qua nhiều lần tấn công. Bộ tứ quay về cửa hàng pháp thuật trong thành phố, để tìm kiếm vũ khí trấn áp quái vật, do Mick từng là hải mã nên biết rất nhiều thông tin về thủy quái. Nghe sơ qua mô tả, Mick chắc chắn họ đang tìm kiếm Anze. Đối với ông, Anze là một thủy quái tốt nên họ không nhất thiết phải giết cô ấy, chỉ cần du ngụ bằng bài hát là được. Sackler tìm thấy một món bảo bối có thể làm điều đó, nhưng nó quá nhỏ so với kích thước của Anze. Muốn đưa Anze vào giấc ngủ thì họ bắt buộc phải cho nó ăn món bảo bối này. Không có tiền mua thịt nên cả nhóm phải mày mò từ thùng rác. Khi bộ tứ mang mồi ra biển chuẩn bị câu cá, họ đã bắt gặp bà thím cục trưởng cục tìm kiếm và mất tích. Để bảo vệ cặp đôi thám tử, Crystal đã xông đến chạm vào cơ thể cục trưởng nhưng hoàn toàn vô dụng. Sackler nhất quyết không chịu theo bà ta quay về, anh rút cây gậy ra rồi hùng hổ tuyên bố, nếu muốn đưa Edwin đi thì phải bước qua xác của tôi. Dường như Sackler đã thách thức nhầm người, chỉ bằng một cái búng tay, cục trưởng đã nhấn chìm anh xuống hồ nước nơi anh từng bị bắt nạt trước khi chết. Không chỉ bị bạo lực học đường, Sackler còn bị chính người cha ruột đánh đập dã man mỗi khi về nhà. Khung cảnh bất hạnh này chính là cái cớ để bà thím cục trưởng thuyết phục Sackler từ bỏ. Tuy vậy Sackler bây giờ đã khác hoàn toàn so với Sackler năm xưa, cơn ác mộng trong quá khứ và điệu cười bệnh hoạn của bà không thể quật ngã anh. Sackler cầm bảo bối lên rồi bước từng bước đến chỗ cục trưởng, một đấm, hai đấm, ba đấm và cuối cùng là sút bà ta xuống dưới lòng đại dương. Cục trưởng chính là miếng ăn béo bở thu hút thủy quái, nó nuốt cả bà ta lẫn bảo bối rồi chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Mặc dù vụ án đã kết thúc nhưng Sackler vẫn chưa thể lấy lại sự bình tĩnh, Crystal cũng vậy và hai người đã chọn cách chữa lành cho nhau. Vài ngày sau đó, công ty thám tử tiếp tục nhận thêm một vụ án khác. Hai vận động viên điền kinh nổi tiếng chết do ngộ độc rượu ở bữa tiệc. Kỳ lạ là họ uống rượu thường xuyên nên không hề có chuyện bị dị ứng. Máu chảy ra liên tục từ mắt khiến hai người tin chắc rằng có ai đó đã âm mưu sát hại mình. Trước khi chết họ đã nhìn thấy một cái cây vặn vẹo có tay và mắt. Sau một phút hội ý, bộ ba quyết định nhận vụ án này vì khách hàng trông có vẻ lương thiện, chắc chắn không có phù thủy hay thủy quái nên Edwin không phải phả lò. Vẫn là phương pháp điều tra cơ bản nhưng hiệu quả nhất, lấy lời khai từ các nhân chứng. Edwin và Sackler hóa trang thành hai phóng viên rồi xâm nhập vào ổ rồng, câu lạc bộ cặp đôi vận động viên thường xuyên qua lại. Sau một thời gian tra hỏi, công ty thám tử không thu được bất cứ đầu mối gì liên quan đến cái chết của khách hàng. Không thù hằn, không nghi phạm, không nói xấu, đã hơn 20 năm rồi Edwin mới cảm thấy bất lực như thế này. Khi vụ án đang đi vào thế bí thì một con rồng bay xuất hiện, nó nói Crystal hãy đi tìm Richie bồn chồn. Người đó sẽ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến cái chết của Brad và Hunter. Khi tìm thấy Richie, Crystal đã thử đọc suy nghĩ của cậu ta nhưng bên trong chỉ toàn thứ gì không. Hết cách, bộ ba đành bước vào trong để chất vấn Richie. Crystal thừa biết cậu ta không phải hung thủ, tuy nhiên cô cảm nhận được cậu ta đang giấu gì đó. Richie không chịu hợp tác nên bộ đôi thám tử đã phải dùng biện pháp mạnh, họ dọa Richie một phen hú vía khiến cậu ta suýt chút nữa đái ra quần. Tôi nói, Brad có một cô bạn gái tên Shelby, hắn ta đối xử với cô ấy vô cùng khốn nạn. Sau khi chia tay Brad, Shelby đã chuyển đến một trường khác, tuy nhiên cô ấy vẫn luôn bám theo Brad để đe dọa hắn ta. Chỉ một tháng sau khi Brad và Hunter chết bất đắc kỳ tử, Shelby cũng tử hẹn nên đây không thể là trùng hợp. Một bên khác, dạo gần đây cô chủ nhà Jenny luôn nhận được bức thư tình. Nico đã tìm ra đối phương gửi mật danh và sắp xếp cho hai người gặp mặt nhau. Nico đặc biệt trải hoa hồng và tạo bầu không khí lãng mạn quanh quán. Sau đó cô chúc may mắn và để Jenny tự xử. Phía Edwin đã trực tiếp đến mộ của Shelby để triệu hồi cô thức giấc. Đúng lúc này, Brad và Hunter cũng chạy đến vì cứ ngỡ Shelby là hung thủ. Vừa nhìn thấy hai tên chết dẫm, Shelby liền há mồm ra rồi bay người lên hét lớn. Sự quỷ dị của cô đã dọa hai tên khốn đó cắm đầu bỏ chạy. Đứng trước mặt bộ ba, Shelby thành thật kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Cô từng là vận động viên điền kinh cử khôi có ước mơ được thi đấu Olympic, nhưng giấc mơ đó đã tan vỡ khi Brad và Hunter cho cô uống GHP, một thứ thuốc bị cấm với vận động viên điền kinh. Thế là Shelby không đủ điều kiện tham gia Olympic. Cô mất tài trợ, mất học bổng và bị Brad đá ra chuồng gà. Mặc dù không có cơ hội tự tay giết chết hai kẻ đó, nhưng cô vui vì chúng đã chết. Đúng lúc này, Maron, người yêu hiện tại của Brad gọi tới bảo muốn gặp Crystal để cung cấp thông tin về vụ án.
Phong thái bồn chồn của Maron khiến bộ đôi thám tử vô cùng nghi hoặc. Họ lén lên phòng Maron điều tra và vô tình phát hiện ra chiếc cây vặn vẹo có tai và mắt sau nhà Maron. Không còn nghi ngờ gì nữa, Brad và Hunter đã chết ở đây. Sợ rằng Crystal sẽ bị hãm hại, bộ đôi thám tử nhanh chóng chạy xuống để thông báo cho cô. Vừa hay họ đã kịp thời ngăn cản Crystal uống ly rượu có chất độc mà Maron đã bỏ vào. Khi chạm vào tay Maron, Crystal nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện cô đã gây ra. Brad là một tên khốn nạn, hắn quay lại cảnh hai người ABK đi rồi gửi cho thằng bạn Hunter xem. Quá tức giận vì hành động đốn mặt của Brad, Maron đã ngộ sát hắn và Hunter, sau đó gọi Richie để nhờ anh ta giúp đỡ. Richie luôn bị cặp đôi khốn nạn đó bắt nạt nên kiểu gì cậu ta cũng đồng ý. Cùng lúc này Jenny đang ngồi trò chuyện với Maxine, hai người có vẻ rất ăn ý trong sở thích và nội dung, cho đến khi Maxine căng thẳng đề nghị cái hôn từ Jenny, bà Jenny cũng khoái lắm nên đồng ý. Vừa được khích lệ cái mà Maxine đã kích động bộc lộ cảm xúc, cô nói mình thích nhìn Jenny trong bộ dạng dính máu khi chặt thịt bò, cũng như trong trang phục áo phông. Đợi đã, có gì đó không ổn, sao cô biết tôi mặc gì khi đi ngủ? Sao thế? Nó đáng yêu mà, ý tôi là mùi chăn và gối của cô, nó thực sự thơm. Bỏ mịa rồi, nhỏ này là đứa cuồng theo dõi rồi. Jenny thấy có chút khó chịu, cô kêu đối phương rời đi. Maxine không cam lòng, cô ta khó khăn lắm mới tiếp cận được Jenny, khó khăn lắm mới được trò chuyện và bây giờ Jenny lại đuổi cô ta về. Kích động, Maxine vừa lấy con dao tính xử trảm Jenny cho xong. Cảnh tượng vô cùng hỗn độn, người chạy và người đuổi. Maxine liên tiếp luyên thuyên về lý do Jenny nên ở bên mình. Ngay lúc Maxine phát hiện và sắp sửa xuống tay với Jenny, cô đã kịp thời phóng cây nhọn khiến đối phương bất động. Hối hận về những điều mình đã làm, Maron đầu thú và khai báo toàn bộ sự thật. Crystal không muốn kể chuyện này cho hai tên khốn đó, vì chúng xứng đáng biến mất khỏi thế giới này. Tuy nhiên công việc vẫn là công việc, Sackler và Edwin kể lại sự thật cho chúng rồi cứ thế quay đầu rời đi. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, chúng không hề thấy hối lỗi về những việc mình đã gây ra. Ngay lập tức cái cây vặn vẹo sau nhà Maron đã bất ngờ trồi lên tóm chúng và lôi xuống lòng đất. Crystal quay về quán đã thấy Nico và Jenny ngồi ngoài, xung quanh vô số cảnh sát. Nico trách mình vì đã không thăm dò đối tượng kỹ trước khi mai mối với cô. Đợi hai người tường thuật lại mọi chuyện với cảnh sát, Crystal lần nữa bị David quấy nhiễu tâm trí. Tên quỷ này luôn trực chờ thời cơ để tái xâm nhập thân xác cô. Mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng Crystal vẫn luôn tự hỏi rằng liệu cô có thể ngăn cản được không? Để chấm dứt sự quấy phá của David, Crystal đã quyết định từ bỏ ký ức mà con quỷ này nắm giữ. Cô đã sẵn sàng sống một cuộc đời mới nên muốn cùng Nico đến tìm ông chủ Mick. Món bảo bối giúp Crystal đối phó với David có tên Ánh sáng trái tim, nó có giá thuê một lần lên đến $100 và chỉ áp dụng lên những mối quan hệ tình yêu. Tiền bạc không là gì đối với Nico, cô thẳng tay vung đòi đặt vài lần. Sau khi quay về nhà, Crystal giữ chặt viên đá rồi bắt đầu nguyện ước, tôi muốn ngăn David thâm nhập vào tâm trí tôi. Vài giây sau, viên đá đột nhiên vỡ thành hai mảnh, chưa biết đây là điểm tốt hay xấu nhưng năng lực ngoại cảm của Crystal đã biến mất. Bên này, mụ phù thủy Esther đã thành công điều chế ra thứ thuốc trấn yêu phục ma. Nhiệm vụ còn lại của Monty là dụ bộ đôi thám tử vào khu rừng chết chóc rồi xử lý họ. Vì mối quan hệ tốt đẹp được xây dựng từ trước, nên không quá khó để Monty thuyết phục Edwin. Không những vậy, bịa một câu chuyện đi tìm người bạn ma khiến cả đám tin sái cổ. Vừa bước đến khu rừng, nhóm thám tử đã bị một nhóm người khác đứng ra can ngăn. Dạo gần đây bất cứ con ma nào bước vào khu rừng đều không thấy quay trở về. Nhiều khả năng một thế lực tà ác nào đó đang ngự trị trong khu rừng cây cao. Dù biết bên trong cực kỳ nguy hiểm nhưng Edwin vẫn muốn đi vào. Anh đã lỡ nhận lời với Monty nên không thể cứ thế quay về. Sackler có một viên đá có khả năng tìm kiếm hồn ma. Chỉ cần nói tên hồn ma đó thì hòn đá sẽ phát sáng khi lại gần. Tuy nhiên dù đang ở trong rừng nhưng hòn đá vẫn không hề sáng lên. Để có thể tìm thêm manh mối, Edwin đã nhờ Crystal đọc ký ức của cái cây có nhiều vết xước. Tất nhiên nhà ngoại cảm sẽ không thể làm điều đó. Cô đã mất đi năng lực và giờ đây chỉ là một người bình thường không hơn không kém. Trong lúc ba người đang cãi nhau, Monty đã lén đổ thứ bột trắng của mụ phù thủy lên khu rừng. Thứ bột này được Edwin gọi với cái tên lân tinh, một loại kịch độc khiến các hồn ma đau đớn như người phát điên. Hóa ra đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự mất tích của các hồn ma gần đây. Sau một thời gian tìm hiểu, Edwin phát hiện ra kẻ đứng sau vụ này là tố tinh rừng xanh, một loại nấm lớn có khả năng hấp thụ hồn ma. Cơ mà đối phó với nó cũng không phải khó khăn gì, chỉ cần một loại vũ khí khắc chế là mọi thứ sẽ được giải quyết. Nhưng khi Sackler giải vũ khí xuống mặt đất, tố tinh rừng xanh lại tiếp tục phát triển thêm theo cấp số nhân. Đây là dấu hiệu của một sinh vật lạ trong không gian khác. Nó hấp thụ mọi năng lượng tâm linh và ký sinh dưới lòng đất. Cứ đà này đến sáng mai nó sẽ nuốt chửng toàn bộ hồn ma trong thành phố. Monty đề nghị chia thành hai nhóm để tìm ra điểm phát. Vì tố tinh không ảnh hưởng đến con người nên mỗi cặp phải có một hồn ma. Monty đi với Edwin còn Sackler đi với Crystal. Bên này, bà cục trưởng cục tìm kiếm vẫn còn sống nhăn răng. Nhờ người đàn ông sống trong bụng thủy quái tặng cho chiếc nhẫn, nên bà ta đã thành công thoát ra bên ngoài.
quay trở lại với Twister và Sackler, nhà ngoại cảm vô tình lạc vào lãnh địa ảo ảnh do con quỷ David tạo ra. May thay có Sackler dùng tuyệt kỹ gậy Twister nên mới loại bỏ được hắn. Trong khi đó, Edwin và Monty đang đi thí bắt gặp vua mèo. Anh ta bước đến trước mặt Monty rồi bóc mẽ mọi âm mưu xảo quyệt của hắn. Chào con quạ cưng của phù thủy Esther, chẳng có người bạn ma nào mất tích ở đây cả. Tất cả chỉ là một cái bẫy đúng không? Monty không biết phải nói gì hơn ngoài việc cứ thế bỏ đi. Đi được nửa đường, Monty bắt gặp mụ phù thủy. Hắn chẳng làm ăn được gì nên mụ phù thủy đã xé xác khiến Monty quay về dạng quạ. Khi Edwin chạy đến báo tin cho cặp đôi Twister và Sackler thì tố tinh rừng xanh bất ngờ trồi lên từ mặt đất. Esther xuất hiện ngay sau đó gõ gậy điều khiển cây nấm khổng lồ. Nó vươn dài rễ cây ra tóm lấy bộ đôi thám tử rồi kéo vào bên trong. Twister định hỗ trợ nhưng chưa kịp làm gì đã bị phù thủy đánh ngất. Đây cũng chính là thời khắc Twister một lần nữa phải đối mặt với tam quỷ nhãn của David. Cô nhảy thẳng vào một trong ba con mắt và gặp lại những người tổ tiên của mình. Đa phần phụ nữ trong gia đình Twister là những người sở hữu năng lực tâm linh cực mạnh. Họ độc nhất vô nhị vì có thể sử dụng một sức mạnh chung được gọi là 140, bao gồm người chữa trị, nữ tư tế, thầy cúng hay nghệ nhân. Twister trở lại thực tại nhảy sổ vào cơm bách với mụ phù thủy. Ether sở hữu ma pháp khống chế cực mạnh, nhưng cũng chẳng là gì với năng lực của tổ tiên Twister. Gieo nhân nào gặp quả đó, dù sở hữu cơ thể bất tử, nhưng bây giờ Ether bị đưa đến không gian khác nên chẳng khác gì đã chết. Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc nhưng không, bà cục trưởng bất ngờ xuất hiện yêu cầu bộ đôi thám tử quay về địa ngục. Tại sao bà chưa chết? Nói thật nhé, ta là thực thể bất tử có thể di chuyển xuyên không gian, dăm ba cái bao tử cá chả làm gì được ta đâu. Sackler đồng ý rằng mình sẽ đi với bà ta nhưng Edwin thì không được, cậu ấy xuống địa ngục vì bị hiến tế, ngay cả con quỷ mang cậu xuống cũng phải xin lỗi vì điều đó. Sau khi kiểm tra lại tài liệu thì bà cục trưởng công nhận đúng như những gì Sackler nói. Bà ta vừa bảo đồng ý cho hai người ở cạnh nhau, thì một con nhện ở địa ngục bất ngờ xuất hiện, nó cắp Edwin đi trước sự bất lực của anh bạn Sackler. Sau khi vẫn hết sức bình sinh để quay lại trái đất, phù thủy Ether đã lập tức ghé thăm căn cứ địa của vua mèo. Ether đánh đập anh ta một cách dã man để trả thù vì đã báo tin cho Edwin. Người ta nói mèo có 9 cái mạng, không biết vua mèo mất bao nhiêu cái rồi nữa. Trong khi đó, Sackler đang ra sức cầu xin bà cục trưởng mở đường giúp anh xuống địa ngục. Nếu cứu được Edwin về thì anh sẽ để bà toàn quyết quyết định cuộc sống của họ. Dưới địa ngục là một nơi cực kỳ tăm tối, chỉ có những người biết về nó mới có thể quay lại. May thay ở đây có cuốn sổ nhật ký của Edwin. Hơn nữa, Sackler đã từng được nghe kể về cuộc sống của người bạn dưới địa ngục nên cũng tưởng tượng được đôi chút. Twister muốn đi cùng xuống đó nhưng Sackler nhất quyết không đồng ý. Chẳng có người nào có thể quay trở lại thế giới thực nếu đã vào đó cả. Không thể để chuyện cứu Edwin khiến cô ra đi mãi mãi. Trong thâm tâm, Twister cứ ngỡ Sackler đang khinh thường cô, sợ rằng cô sẽ là gánh nặng của anh nên anh mới nói thế. Vì vậy Twister đã quyết định sẽ nói chuyện với con quỷ David. Cô sẽ nhờ hắn mở cổng xuống địa ngục. Cánh cửa địa ngục mở ra và Sackler đã xâm nhập thành công vào bên trong. Đi theo sự chỉ dẫn của tấm bản đồ Edwin để lại, Sackler từ từ bước vào ngôi nhà búp bê nơi Edwin đang vất vả chạy qua chạy lại để trốn thoát. Anh trốn vào một căn phòng toàn sách là sách. Bên trong có cậu bạn Simon, người đã gây ra tội ác hiến tế Edwin vào năm xưa. Hơn một thế kỷ vừa qua, Simon cứ ngồi cắm cụi xé hết các trang sách để mong ngày được thoát khỏi nơi quái quỷ này. Edwin nhìn sang trái chợt phát hiện một chiếc gương to chà bá. Anh tò mò bước vào trong và gặp được nữ thần tuyệt vọng. Bà ta vô cùng hả hê khi quan sát thấy nỗi đau mà Simon đang phải gánh chịu. Càng hà hê hơn khi sắp được chứng kiến sự tức giận sau bao lâu kìm nén của Edwin, vì thế tuyệt vọng đã hất bay anh quay về căn phòng sách. Tuy nhiên Edwin không xấu xa như bà ta nghĩ, anh không đến đây để hà hê hay mắng nhức Simon. Có thể điều này hơi khó tin, nhưng Edwin rất tiếc khi cả hai người họ bị như thế này, anh muốn thoát khỏi địa ngục lần nữa và muốn đưa Simon theo. Cho đến hiện tại Simon vẫn liên tục giày vò bản thân, cậu nghĩ mình bị hành hạ như vậy là hoàn toàn xứng đáng, điều duy nhất Simon có thể làm bây giờ là chúc Edwin may mắn. Trước khi rời đi, Edwin đã bảo mình tha thứ cho Simon, nhờ vậy lý do nỗi đau của anh biến mất và sự chuyển kiếp xuất hiện. Trong khi đó, Twister tìm đến David để yêu cầu hắn mở cửa giúp cô xuống địa ngục. Bây giờ cô đã mạnh hơn trước rất nhiều, nếu hắn không uống rượu mời, cô sẽ phải cho hắn uống rượu phạt. Jenny vì quá lo lắng cho Twister nên đã đi theo, nhưng cô không hề biết tên khốn này là một con quỷ thượng cổ. Nó dùng mưu hèn kế bẩn xâm nhập vào sâu bên trong tâm trí Jenny. David kiểm soát cơ thể Jenny cầm dao lao đến tấn công Twister. Có giỏi thì thử làm bạn cô bị đau xem. Twister của hiện tại đã hoàn toàn khác so với Twister của ngày xưa. Cô dùng năng lực đưa David đến tâm trí của mình. Hóa ra từ trước đến nay không gian này là địa phận của cô chứ không phải của hắn. Twister đã thử đánh lén nhưng con quỷ này vẫn quá mạnh mẽ. David tự hào rằng dù cô có làm gì đi nữa thì hắn vẫn đoán trước được vài bước. Đoán hộ tao xem. Twister dùng năng lực mới áp chế khả năng chuyển động của David. Khi biết bản thân đã rơi vào trong, con quỷ xảo trá mới thành thật rằng mình không thể mở cửa xuống địa ngục. Ồ, hóa ra là cũng chẳng có tác dụng gì mấy.
Crister bước đến lấy lại ký ức rồi xoay người chào tạm biệt hắn. Con khốn, tao là quỷ thượng cổ, tao sẽ không bao giờ chết, tao nhất định sẽ săn lùng mày đến chân trời góc biển. Chẳng ai nói ra kế hoạch của mình như vậy đâu, David ạ, nếu không giết được người thì ta sẽ chôn sống. Crister chạm vào con quỷ David rồi đưa hắn đến mảnh đất của tổ tiên. Ở đây, các bà tiến cùng Crister chôn hắn xuống mặt đất, dù cho có là thần đi chăng nữa, cũng không thể thoát khỏi sức mạnh của tất cả hợp lại. Bên này, mụ phù thủy Esther đang âm mưu một kế hoạch vô cùng khủng khiếp. Mụ muốn chế tạo ra một thứ thiết bị hắc ám lấy nỗi đau của hồn ma chuyển hóa thành sức mạnh ma thuật nguyên chất. Edwin đã từng sống ở địa ngục, nên chắc chắn sự khốn khổ của anh sẽ cung cấp cho mụ rất nhiều sức mạnh, như thể một trạm năng lượng tuần hoàn vô tận không bao giờ cạn kiệt. Nếu có được nó, Esther sẽ có sức mạnh điều khiển cả thành phố. Mụ có thể công khai bắt trẻ con vào ban ngày mà không phải lén lút hay sợ hãi. Mick tất nhiên sẽ không đồng ý, đây là một kế hoạch vô nhân tính. Làm vậy chẳng khác nào tiếp tay cho quỷ giữ đội lốt phù thủy. Nhưng mụ ta đã cao tay hơn ông rất nhiều, mụ lấy mạng sống của Mick ra đe dọa khiến ông phải ngoan ngoãn nghe theo. Sau một hồi tìm kiếm vất vả, cuối cùng Sackler đã nhìn thấy Edwin. Hai người chưa kịp nói chuyện quá 30 giây thì nhện búp bê đã xuất hiện, hó cướp Edwin đi trước sự ngạc nhiên của Sackler. Cho dù chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ khiến nhện búp bê phản ứng dữ dội. Nếu bị nó bắt được thì kết cục của Edwin sẽ không hề hay ho, anh sẽ bị nó xôi thịt và hành động đó cứ lặp đi lặp lại. Sau nhiều lần bị tóm, Edwin đã không còn đủ ý chí để rời khỏi đây. Sackler không nghĩ vậy, anh thả ra một quả bom rồi kéo Edwin chạy đi. Trước khi bước vào các căn phòng của thất hình đại tội, anh còn cẩn thận ném bom lửa khiến nhện búp bê bị thiêu cháy tạm thời. Hai người băng qua từng căn phòng chứa sự tham lam và khao khát, cuối cùng cũng tới được cầu thang. Họ nhanh chóng chạy lên trong khi con nhện đuổi theo sau. Bỗng nhiên giữa chừng Edwin dừng lại, Sackler, tớ có chuyện này muốn nói với cậu. Sao thế? Sao phải là thời khắc này? Sackler do dự một lúc trước khi nói ra cảm xúc thật của mình. Anh nói mình thích Sackler, nhiều khi đã cố gắng ức chế sự thôi thúc nhưng Edwin không thể giữ kín nó mãi được. Sackler nhất thời rơi vào yên lặng, lát sau anh xin lỗi vì đã không thể đáp lại tình cảm của Edwin. Nhưng anh khẳng định rằng mình thực sự quan tâm tới Edwin, giống như bây giờ xuống địa ngục chỉ để cứu Edwin. Nghe này, nếu thiếu cậu thì không có tớ ngày hôm nay, tuy tớ không thể đem lại cho cậu hạnh phúc như cậu hằng mong muốn, nhưng tớ muốn cậu hiểu rằng cậu rất quan trọng với tớ, vì thế chúng ta cùng rời khỏi đây nhé. Thời khắc gần bước tới cánh cửa ranh giới giữa hai không gian, bà thím cục trưởng đã kịp thời câu vào bộ đôi thám tử giúp họ thoát khỏi con nhện búp bê. Mọi chuyện đã đầu xuôi đuôi lọt, giờ thì Sackler sẽ phải làm theo thỏa thuận mà cả hai đã nói với nhau từ trước. Nico đứng một bên tất nhiên sẽ không để mọi chuyện diễn ra như vậy, cô là dân luật nên đã dùng điều khoản được quy định tại cuốn sổ của bà, để ép bà quay về cuộc tìm kiếm, và mất tích. Không còn cách nào khác, bà ta đành phải cay cú nghe theo. Vòng tay bùa chú đã biến mất nên giờ cả hai có thể quay về London, họ phải đi trước khi bà thím cục trưởng đó quay lại lần nữa. Sau khi lấy lại được ký ức, Crister đã xem lại viễn cảnh quá khứ để biết thêm về thân phận thật sự của mình. Tuy vậy những thứ cô thấy toàn là bắt nạt bạn bè và trộm đồ trong các cửa hàng. Một con người lạm dụng năng lực vào những điều xấu xa. Trong khi đó mụ phù thủy đã có được cỗ máy chuyển hóa sức mạnh từ đau đớn của hồn ma, nhưng những hồn ma bình thường không thể nào giữ nó quá lâu. Đó là lý do mụ ta cần Edwin, một con ma đã sống ở địa ngục và trải qua hơn 70 năm khốn khổ ở đó. Vì đã tìm ra mục đích sống trước đó của mình nên Crister phải rời đi, cô phải quay về London để gặp và xin lỗi những người mình đã đối xử không phải. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, chi kỷ nào rồi cũng đến lúc phải lìa xa. Crister ôm Nicole và Edwin, cô cũng hôn Sackler trước khi rời đi. Vừa bước khỏi cửa hàng, bỗng nhiên một vụ nổ vang lên. Sackler quay vào chỉ còn lại Nicole và Jenny. Họ nói vừa rồi mụ phù thủy đã xuất hiện, và bộ đôi thám tử đã bị Esther hút vào trong chiếc hộp thủy tinh. Nicole và Crister tất nhiên sẽ không để yên cho hành động cướp bạn của mụ. Để đánh bại được phù thủy họ cần biết cách thức khắc chế mụ ta, người duy nhất có thể cung cấp cho họ thông tin hữu ích là vua mèo. Thành thật mà nói thì vua mèo hoàn toàn bó tay trước Esther, mụ ta quá xảo quyệt và anh vừa bị giết bằng cây gậy sắt cách đây không lâu. Crister đã ra sức thuyết phục vua mèo, cô biết anh hứng thú với Edwin nên sẽ không để cậu thám tử bị hãm hại. Hơn nữa đánh bại Esther sẽ giúp vua mèo trả thù, không còn mụ phù thủy thì thành phố này sẽ cực kỳ bình yên. Rốt cuộc vua mèo cũng nhượng bộ và kể lại, trong quá khứ Esther đã giao kèo với nữ thần Lilith để có được sự bất tử, tuy nhiên bất tử không đồng thời với bất lão. Bà ta vẫn già đi và dần dần trông như cái xương biết đi. Cơ thể già nua nhưng không thể chết, Esther tất nhiên sẽ phải tìm cách để khắc phục điều đó. Kết quả, mụ bắt cóc các cô gái trẻ rồi hấp thụ thanh xuân của họ, để duy trì nhan sắc như hiện tại. Cách duy nhất để hạ mụ ta là, điều chế bùa chú có nguyên liệu muối từ biển chết pha lẫn với cho núi lửa. Trong khi đó Sackler đang bị giam giữ bằng chiếc vòng sắt, còn Edwin thì bị đưa lên cỗ máy chuyển hóa nỗi đau. Khi nào khó có Mick lo, ông đã chế tạo nên cỗ máy thảm họa đó. Nên muốn bù đắp bằng một bùa chú may mắn. Mang chiếc nhẫn đi sẽ giúp Nico đối phó với mụ phù thủy.
Quay trở lại với Edwin, cỗ máy thảm họa đang tấn công thân xác của anh thám tử. Nicole và Thrister ở bên ngoài và nghe được những tiếng hét thảm thiết của Edwin. Họ âm thầm lẻn vào trong báo cho Sackler rằng anh phải trừ khử con rắn đen. Nó là nguồn cơn sức mạnh của vụ phù thủy. Ủa rồi sao không cởi trói tôi ra đi hai má? Theo kế hoạch, Christer sẽ tìm cách thu hút Esther, còn Nicole sẽ cứu Edwin. Cùng lúc đó, Monty đã thoát khỏi lồng, sau đó đá ba lô về phía Sackler. Nó đang cố lấy công chuộc tội sau những gì mình đã gây ra. Christer nhân lúc mụ phù thủy đang luyên thuyên để ném hỗn hợp bùa chú vào mặt mụ. Đáng lý ra muối đen sẽ đốt cháy mặt ả, nhưng khổ nỗi giờ ả đã quá mạnh nên nó không còn tác dụng. Sau khi sút bay Christer, mụ quay người qua cướp lấy chìa khóa, rồi gia tăng cường độ tấn công của cỗ máy thảm họa. Bên này Sackler đã đến được hầm bí mật nơi con rắn đen cư ngụ. Vừa nhìn thấy anh, nó đã lao vào tấn công khiến cây của Christer kích vỡ thành từng mảnh. Thua keo này ta bày keo khác, Sackler đứng dậy rút ra từ trong ba lô một thanh kiếm bạc. Quay trở lại với Christer, cô đang cố gắng câu thời gian bằng cách tẩy não chi thuật, cứ ngỡ sẽ có tác dụng nhưng mụ đã hoàn toàn chai sạn với phương châm đạo đức. Khi Esther tấn công Christer, Nicole đã lao ra đỡ lấy khiến cô rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh. Christer muốn trả thù cho người bạn nhưng giờ đây sức mạnh của ả ta đã quá ao trình. Cô nàng ngoại cảm lợi dụng sự áp sát của Esther để nắm lấy tay mụ. Khi đã vào bên trong tâm trí thì đây sẽ là sân chơi của Christer. Cô gọi nữ thần Lilith dậy rồi bắt đầu tố cáo tội ác mà Esther đã gây nên. Trong khi đó, Sackler bằng giác quan thứ 6 đã nhận ra chuyển động lén lút của rắn đen. Anh nhảy người lên đâm chết nó khiến sức mạnh của mụ phù thủy hoàn toàn biến mất. Ngay lập tức nữ thần Lilith đến gõ cửa rồi kéo mụ quay về biển cả để trừng trị. Cuối cùng cả nhóm đã cứu được Edwin nhưng cái giá phải trả là sự hy sinh của Nicole. Tạm biệt thành phố cảng, cả hai quay về với văn phòng thám tư ở London. Đúng lúc này họ nhận được một bưu phẩm được gửi tới từ văn phòng địa ngục. Khi mở nó ra, bà cục trưởng xuất hiện và bên cạnh là một người khác có vẻ là quan chức cấp cao. Đáng lý ra hai người sẽ phải rời đi, như những vụ án họ đã giải quyết khiến cấp trên động lòng, sẽ không hề có lợi cho các hồn ma nếu bắt bộ đôi thám tử phải ngừng công việc này lại. Để thuận lợi hóa chuyện đó, cấp trên đã cử bà cục trưởng ở lại đây để giám sát và hỗ trợ hai người. Cho phép tôi được chính thức chào mừng bà gia nhập công ty thám tử từ Dead Boy. Chúng tôi nên gọi bà là gì, thư ký hay trợ lý thám tử? Bà cục trưởng chỉ cho rằng cái tên đó thật ngớ ngẩn và bỏ đi. Về phần Freester, được biết cô không để tâm tới quá khứ nữa. Giờ đây cô có những người bạn cần phiêu lưu, thế là cô đã gia nhập công ty Dead Boy. Cuối phim tiết lộ ở phía bắc có ba người đang sưởi ấm bên đốm lửa. Người mặc áo choàng đỏ này xòe tay và giữ trong mình bảo bối ông Mick đưa cho, có lẽ đó là Nicole. Trên đây thuộc nội dung phim Dead Boy Detective, các bạn thấy nó như thế nào thì để lại cảm nghĩ bên dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại.